Em test đôi loa DCM cho các bác đây. Một bên để căng này cho các bác nhìn này, một bên em bóc ra. À đây là dòng loa DCM đến từ nước Mỹ. Con nó bát nó nằm bên trong này, nó có tép lồng đây. Để em quay phía sau cho các bác. À đây là đôi loa DCM. DCM model là CX17. CX17 trở kháng 8 ohm, công suất 100W một loa. Chưa? USA. À, với đôi loa như này các bác đánh những căn phòng tầm khoảng 30 mét vuông thoải mái. Nhìn thì nó kích thước nó khoảng độ 25, chiều ngang 25 này, chiều sâu 25, chiều cao như nào? Chiều cao 40. Nhưng mà chất âm thì không thể chê được. Mời các bác đến với lại cái chất âm bản test của em nói nhé. Em đây này. Tất cả thùng vách của em là em quay phía sau cho các bác. Thùng vách phía sau này. Còn rất là đẹp luôn. Dòng loa DCM không thể chê được. Chuyển dòng nhạc êm ái cho các bác. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hoàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng em buồn hờn. Con tim em. Mức giá của em nó 3.900.000 ạ. Đây 3.900.000. 3.900.000 với đôi loa DCM dòng loa đến từ nước Mỹ. Cảm ơn các bác.